mô phở khắp mật ngon sắp đi mô là chiều quá để cho chúng ta đánh thức Phật tánh nguồn năng lượng vốn có tự thể của bản tâm bị vùi sâu vào trong những nghiệp thức đen tối không bao giờ mất. Phật tánh luôn ở đó nhưng chưa được khai quật như quặng kim cương được đưa lên để đón ánh mặt trời. Sabi Mu U có cái sức mạnh để chúng ta có thể đẩy lùi được tất cả những trạng thái năng lượng bất tịnh xâm chiếm trong cuộc sống. Cuộc đời này có biết bao nhiêu những cái tốt và cái xấu, bất tịnh và thanh tịnh đang xen lẫn nhau. Sẽ bị ngủ mật ngôn vi diệu trong từng hơi thở của chánh niệm. Khi hít vào thở ra, tổng trì mật ngôn sẽ bị ngủ với âm lượng khởi lên từ đan điền khí hải. Chúng ta đều tiếp nhận được nguồn năng lượng của chư Phật, nguồn tha lực. Phật điển làm rung chuyển thân tâm, đẩy lùi đi cái góc tối mà đang dần dần lấn chiếm cuộc đời của mỗi người. Sabi Mu U là tiếng của đại hồng chung, tiếng chuông lớn, tiếng sấm, tiếng sư tử hống vang vọng trong tâm thức, xua đuổi đi bóng đen, xua đuổi đi những sự ma quái đang rình rập chúng ta do chính mình tạo lên. Sabi Mu U là chìa khóa để mở cánh cửa tâm thức đi vào ngồi trên tòa sen để hạnh phúc. Và Sabi Mu U dẫn đưa chúng ta trở về với cội nguồn của chân thân. Như chủ đề hôm nay chúng ta nói, tâm tốt vẫn mật tốt. Và Sabi Mu U ứng dụng như thế nào để chuyển hóa tâm và thay đổi vận mệnh của mỗi người chúng ta? Ai trong chúng ta cũng mong muốn nhìn thấy vận mệnh của cuộc đời, nhưng mấy ai nhìn rõ cái nguyên nhân tạo ra cái vận mệnh như thế để thay đổi đâu? Cách đây 2 ngày, Bảo Thành dự một cái lễ khánh thành nhà thuốc. Sau khi đã xong những cái phần gọi là nghi lễ, được xếp đặt đến cái phần gọi là ngồi trên ghế để nói chuyện cho nhau nghe. Ở một cái góc gần cái tòa lưu đài mà khi mệt mỏi, ai đó cũng cần phải xả ly cho nhẹ nhàng, Bảo Thành đã ngồi ở đó hóng gió cùng một số bạn. Và dĩ nhiên biết bao nhiêu con người từ cổ tới kim ngàn xưa cho tới nay, khi đụng đến chuyện này ai cũng mê, ai cũng thích. Phụ nữ hoặc là đàn ông cũng mê, vận mệnh cuộc đời ai cũng mê để biết. Trong lúc vui vẻ nói chuyện với nhau, luồng gió mát cuồn cuộn kéo tới, ai cũng sẽ tay ra để đưa Bảo Thành nhìn thử vận mệnh cuộc đời như thế nào. Coi chỉ tay là một phương thức, phương pháp của cổ xưa thuộc về nhân tướng học, chẳng phải coi bói, nhưng đó là sự nghiên cứu tận tường, tích lũy kiến thức. Coi chỉ tay cũng là một điều vui, mang lại sự
liên kết, chia sẻ tâm tư. Bảo thành biết chút chút coi cũng đi vui, nhưng ở trên đời này không có cái gì gọi là miễn phí, không có cái gì gọi là cứ xẻ tay ra rồi để lấy, xẻ tay ra rồi được có. Cái gì cũng cần phải trả giá. Muốn có vận mệnh tốt, chúng ta cũng cần phải trả giá bằng cái tâm tốt các bạn. Chẳng phải có vận mệnh tốt không cần phải trả giá bằng cái tâm tốt, thực hành các pháp thiện, sống một đời sống đúng với nhân quả, làm sao có vận mệnh tốt được. Và dĩ nhiên trong cái cuộc ngồi chơi đây, để coi được các bàn tay, để coi được vận mệnh của cuộc đời, thì không thể miễn phí đâu, phải trả giá. Giá đó là cái tâm chân thành và sự hồi hướng công đức cho nhau qua hiện vật, qua những điều cần thiết, thì cái tâm mới đưa lên cái tầm lắng nghe những điều quên chân thật. Các bạn, đúng như vậy, trên đời không có cái gì sẵn có cho bạn. Vạn sự xảy ra, dù có khắc ghi trên lòng bàn tay của những cái đường chỉ tay, hay khắc ghi trên khuôn mặt thể hiện trong đời sống, trong nhân tử học, đều tới từ nhân quả. Nhìn trong đường chỉ tay, dù biết hay không biết, người xưa cũng kết lại những lời của chư Phật dạy thật là hay. Bởi ba đường chỉ tay chính, ngoài những đường chỉ tay phụ vật, được đặt tên thật rõ với nhân quả. Đó là đường mạng đạo, là đường vận mệnh, và đường trí đạo là đường trí tuệ các bạn, và đường tâm đạo là đường tâm của chúng ta. Có khi nào các bạn coi, các bạn hỏi người xưa sao lại thấy ba đường chỉ tay chân, chỉ đặt ra cái tên đường vận mệnh, đường trí đạo và đường tâm đạo. Ba cái đường được đặt tên như vậy đã nói rõ vận mệnh của chúng ta, vận mệnh của chúng ta, thông lộ vận mệnh của chúng ta. Có hanh thông, có tốt hay không, có đạt đến những điều như ta mong muốn hay không, đều phải khởi từ cái đường tâm đạo và nhìn rõ con đường trí đạo. Các bạn, mạng đạo, trí đạo và tâm đạo là ba đường chỉ tay trên lòng bàn tay. Mạng, trí hoặc tâm đều có chữ đạo ở đằng sau, nên gọi là mạng đạo, trí đạo và tâm đạo. Đạo là con đường hành thiện pháp, thấu nhân quả. Đấy, đó là con đường đạo. Dù bạn có tâm mà không có đạo, thì tâm đó gây nguy hại. Dù bạn có trí mà không có đạo, thì cái trí đó là kiến thức nguy hại. Dù bạn có cái mạng sống này, vận mệnh này đã có mà không có đạo thì nguy hại vô cùng. Trong cái nghệ thuật xem chỉ tay cũng đã nói thật rõ ẩn ý của người xưa, cổ nhân, các bậc giác ngộ, mượn đó như một phương tiện để truyền trao chân lý cho những người thông hiểu được chỉ tay, rồi mang lời khuyên chân thật mà giải bày cho ai đó, ai đó phù hợp với phương tiện thích coi tướng xấu chỉ tay để biết vận mệnh, có một cơ hội nghe những lời tâm huyết chân thành để từ ấy mà thay đổi cách sống thiện lành, để vận mệnh của cuộc đời sáng hơn. Chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Tổ, vì chúng sanh đã có những cái thói quen tập quán lâu đời khó vỡ, nên các ngài ứng hóa chân lý qua các cái phương tiện hài hòa mà chúng ta tin để diễn bày chân lý, để dạy dỗ và khuyên lơn chúng ta. Mà cũng rất vui ngày hôm ấy, ai ai trong nhóm cũng rất thích xẻ tay ra để được con.
Chắc chắn các bạn cũng như vậy. Nếu bảo tàng ngồi có chỉ tay một cách thoải mái thì cả ngày chắc cũng không hết người. Rất may hôm ấy bảo tàng chỉ coi cho mỗi người độ chừng 2 phút. 2 phút thôi để nhắn nhủ những thông điệp của Đức Phật. Chỉ tay là một phương tiện để truyền giao chân lý. Chẳng phải là sự mê tín nếu những người nhìn chỉ tay có cái tâm để mang chân lý và phương tiện đó truyền tải tới cho bạn. Còn nếu không thì dĩ nhiên bạn sẽ lẫn quẩn trong vòng mê tín dị đoan. Tâm tốt, vận mệnh tốt là đúng. Cái vận mệnh tốt đó quyết định ở nơi cái tâm đạo của mỗi người. Mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống này đều do nhân quả các bạn. Cái vĩnh cửu, cái vĩnh hằng là vô thường. Cái quyết định vận mệnh là nhân quả. Và nhân quả tốt hay xấu đều do tâm của mỗi người. Tâm tốt, vận mệnh tốt. Đó đúng là lời Đức Phật dạy. Bạn theo đạo Phật, tin hay không tin, thì chân lý đó luôn luôn, luôn luôn hiện hữu trong cuộc đời của bạn. Tâm thay đổi tướng. Người có tâm hiền lương, tướng hảo nhẹ nhàng, thanh thoát. Người có vẻ đẹp, cũng do cái tâm tốt đẹp. Người được người ta tôn quý cũng do cái tâm khiêm tốn. Người có tài phú cũng do cái tâm biết bố thí. Người có sung túc đầy đủ cũng do cái tâm biết san sẻ. Cứ liệt kê như thế là thầy đều do tâm tạo thành phước và tạo thành công đức để hình thành vận mệnh. Nói thì rất nhiều và diễn tả thì mênh mông vi vu nhèm ngoài không hết, nhưng đó chỉ là mặt chữ thắt đô người ta mà thôi. Sự trải nghiệm trong cuộc sống và sự ứng nghiệm trong chân lý của Đức Phật khi chúng ta thực hành mới là điều cần quan tâm và cảm quý. Còn nếu như chúng ta cứ diễn bày cái lý thuyết tâm tốt vận mệnh tốt mà rồi như xẻ tay để coi chỉ tay, để thấy vận mệnh của cuộc đời, mà không thấu được nhân quả, để dùng con đường tâm đạo của mình, con đường tâm đạo của mình, con đường đó không lệ thuộc vào cái con đường nó mặt sẵn như đường chỉ tay của tâm đạo, mà là con đường của trí tuệ. Trí tuệ ấy cũng không phải là cái chỉ tay thuộc về trí đạo đã ấn định sẵn, các bạn, mà là sự chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ và nhìn cho thấu, hình thành cái trí tuệ, cái giao lộ của sự sáng, cái thông lộ của hiểu biết và giải thoát, cái lộ trình tiến thân vượt qua chướng ngại. Chúng ta, những người hữu duyên với nhau, đã tích lũy công đức để thắp sáng trí tuệ cho mình qua một câu Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đà Rằng Phật. Đây là lộ trình trí tuệ mà mỗi người cần phải kiến lập trong mỗi một ngày. Và nhìn vào cái đạo lộ này, đạo lộ trí tuệ mà hành trì này đấy, ta hình thành cái trí tuệ viên mãn, thấu rõ được vô thường, khổ và vô ngã. Không phải là con đường trí tuệ mà ta kiến tạo ra cái tuệ ở trên cái chỉ tay. Vì nếu như vậy thì cuộc đời này trở thành vô nghĩa. Bởi ngày nay đã có biết bao nhiêu người đã tận dụng thay đổi đường chỉ tay, thay đổi đường chỉ tay để thay đổi vận mệnh. Bởi họ nghĩ cái chỉ tay làm nên tất cả. Cho nên những người thương buôn mưu kế tạo ra cái ngành nghề thay đổi chỉ tay bằng cách sâu chỉ tay cho dài tuần tuần cho tới đầu.
Thế mà vận mệnh có thay đổi được đâu. Hồi này cũng thay đổi cái đường tâm đạo nữa các bạn ơi. Đường tâm bạc họ kéo dài cho tới cõi trời. Đường chỉ đạo thì họ kéo dài cho tới địa ngục. Còn đường mạng đạo họ kéo dài cho tới lòng đất cô quạnh. Họ đâu có chú tâm vào cái tâm ở trên đầu, cái tâm của cái sự sáng, cái nhìn cho rõ để thay đổi vận mệnh. Họ đã kềm hãm trí tuệ và cái tâm chân thật Phật tánh Sabimu và cột trói vào những đường chỉ này. Thế là cái kết phải trả tiền thật nhiều thay đổi vận mệnh mà chẳng có xảy ra bằng cách trả tiền cho người ta xâm chỉ tay cho giả. Không biết là các bạn có thấy và biết qua dịch vụ đó hay không, nhưng mà chắc chắn là có xâm, có kéo chỉ tay cho giả đấy, nhưng vận mệnh chẳng bao giờ thay đổi bởi nó đâu lệ thuộc vào đường chỉ tay mà nó lệ thuộc vào lộ trình hành trì để dưỡng tâm tu thân các bạn ơi. Nhân quả rành rành trước mặt. Sabimu là một pháp hành trì để lấy lại nguồn năng lượng vô biên từ Phật tánh trong sáng và tinh tuyển để gội rửa và chiếu soi, để nhìn rõ trên cái lộ trình tâm. Tâm gì? Tâm thiện khởi lên từng giây phút, tác ý từng khoảnh khắc, để tích lũy cho mình cái trí tuệ luôn sáng và thấu hiểu, để vận mệnh cuộc đời của mình được xây dựng trên cái nền tảng đức. Mỗi khi các bạn và bảo thân hành trì mật thiện, hít thở chánh niệm và tổng trì mật ngôn Sabimu, vận khí đều đặn, sẽ tăng trưởng nội công thâm hậu để có được chánh định, và tuệ giác của bạn sẽ bừng khai. Năng lượng của Sabimu vốn có nơi bạn sẽ được lan tỏa khắp châu thân. Trong sự tự tỉnh ấy, bạn từ từ không phải là kẻ thêm đường chỉ tay chất giả, mà hình thành lộ trình tâm. Qua cái tâm thiện lành thật rõ mà Đức Phật, bậc thầy cao cả đã truyền dạy cho chúng ta. Đây là phương pháp tối ưu và duy nhất để thay đổi vận mệnh. Tâm tốt, vận mệnh tốt. Tâm có tốt thì phải hiểu rõ cái chân lý thiện lành, hiểu thấu được nhân quả bằng trí tuệ và hành trì cho được. Không phải tâm tốt là cứ sống mù mờ mù mờ trong những cái định nghĩa như vậy là tâm tốt, như kia là tâm tốt. Không phải. Tâm tốt phải là sự hành trình của các pháp thiện và trí tuệ được tu dưỡng, nhìn thấu và rõ. Các bạn, tâm tốt vận mệnh có phải chăng là lệ thuộc chỉ cái lộ trình của chỉ tay hay tự sâu? Không, nó là sự khởi đầu của một sự tu luyện hành trì đúng như lời Phật dạy. Mỗi một ngày ta phải sám hối, nhìn rõ cái bản tâm không tốt của mình, chuyển hóa và ngừng hẳn, thay đổi và tinh tấn tiến lên bằng cái tâm Phật. Đừng để tâm ma, ta có tâm ma hiện hữu trong người ta, ta vẫn có tâm Phật nơi ấy. Ta đắm chìm trong tâm ma thì ta xiển dương tâm Phật của mật ngôn Sabimu. Tâm ma thì vận mệnh của bạn coi như đã rồi, còn tâm Phật, tâm tốt là tâm Phật. Tâm Phật là thấu được nhân quả, là tỏa sáng, là bất sanh diệt, bất cấu tịch, bất tăng nghiệp. Không có một cái thế lực ma quỷ nào có thể vùi dập cái tâm Phật của chúng ta.
Nhưng chỉ có bạn xoay lưng, không thể nhập vào, để rồi bạn mất đi phương hướng của cuộc đời, lần mò trong những cái sự mê tín dị đoan, chẳng chuyển hóa tâm của mình. Và cuối cùng là vận mệnh của cuộc đời lăn trôi trầm muộn đau khổ về muôn mặt, về tình cảm, về kinh tế, về cái con đường lập đức, lập công, lập dân. Các bạn ơi, nó đến từ cái tâm mà ta đừng quá hoang mang ngược xuôi theo những chủ thuyết ở bên ngoài không phải chân lý của bậc giác ngộ vậy, rồi bạn sẽ hối hận một ngày mà thôi. Tâm tốt, vận mệnh tốt sẽ bàn tay ra đi. Cổ nhân đã dạy thật rõ, học đi bạn sẽ thôi. Ba đường rõ rõ ràng ràng. Đường mạng đạo nó đường vận mệnh, có chữ đạo. Vận mệnh của chúng ta tốt hay không là đều phải nhìn cho rõ cái tâm đạo và trí đạo của bạn. Ba đường đó càng sáng càng rõ, người có chỉ tay sẽ nhận được. Và khuyên bạn làm như thế nào để bạn thay đổi vận mệnh bằng cách thay đổi những pháp thiện trong sự tu để tâm được tốt. Không phải là sân cho tay cho dài nha. Cái gì trên đời này kéo dài ra theo cái tâm tham đều là chuốc khổ vào. Tâm tốt, vận mệnh tốt sẽ ứng hóa thật vi diệu và linh diệu qua sự hành trì của mật ngôn Sati Mubu. Mỗi một chúng ta nhìn thẳng vào vận mệnh cuộc đời của mình, tốt hay xấu. Nếu xấu, bạn chỉ cần tổng trì mật ngôn Sati Mubu trong hơi thở chánh niệm để có cơ hội nhìn rõ các pháp thiện mà mang vào hành trì trong cuộc đời. Vận mệnh của bạn sẽ thay đổi toàn diện. Nếu như bạn nhìn vào cuộc đời vận mệnh không tốt thì Sabi Moku nó luôn gió mát khởi lên từ tâm chân thật của các pháp thiện. Mỗi khi bạn tổng trì sẽ thổi bay đi tất cả những điều xui quẩy không hay đang hiện hữu trong. Và nếu như bạn đã có một cái tâm đạo thiện lành thì Sabi Moku như miền đất màu mỡ làm cho mầm mống thiện lành của bạn sinh sôi nảy nở trổ bông kết trái. Mật pháp tổng trì mật ngôn Sabi Moku hướng dẫn cho bạn một cách thích tự nhiên từ nơi cái tâm tĩnh lặng để thoát ra vùng tối tâm thức của những ác nghiệp nhiều đời bạn tạo ra có hiện hữu ở trong đó và trói buộc bạn. Các bạn sẽ bị mô cởi trói cho bạn và giúp cho bạn làm sạch cái tâm, làm cho cái tâm của bạn tốt hơn mỗi giây một phút trong chánh niệm hơi thở. Và dĩ nhiên khi bạn nhìn thấu và thay đổi được cái tâm và lệ cho cái tâm Phật của bạn, tâm Sati Mubu hiển lộ trong cuộc đời, thì vận mệnh của bạn dần dần sẽ thay đổi và cuộc sống của bạn sẽ khởi màu tuyệt vời. Đừng vì mê tín dị đoan, những thói đời dụ dỗ quanh lời ngon ngọt xẻ tay mất tiền chẳng đợi lợi lạc gì, mà cần phải xẻ cái bàn tay chân thật và bắt tay vào những hành vi cụ thể và những lời nói suy nghĩ thật rõ. Tâm tốt phải được thể hiện qua những lời nói tốt đẹp, những hành vi tốt đẹp, những suy nghĩ tốt đẹp. Bạn không thể nói tâm tôi tốt mà lời nói không đẹp. Bạn không thể nói tâm tôi tốt mà những hành vi không tốt. Bạn không thể nói tâm tôi tốt mà tư tưởng tôi hoàn toàn xấu xa. Tư tưởng, lời nói và hành vi đều thể hiện cái tâm tốt. Cho nên để có cái tâm tốt mà thay đổi vận mệnh, bạn cần phải thay đổi suy nghĩ của bạn. Và
phải thay đổi cách suy nghĩ và thay đổi môi trường sống để suy nghĩ, lời nói và hành vi của bạn tốt đẹp hơn, kể cả những bậc thiện trí thức tiếp cận với chân lý và đưa mình vào cái lộ trình hành trì tu tập để kiến tạo cái tâm thật tốt qua tư tưởng, lời nói và việc làm mỗi ngày mỗi giây, thì vận mệnh của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Sabi Mu sẽ hỗ trợ cho bạn thay đổi được tư tưởng, thay đổi được lời nói và chuyển hóa được hành vi từ xấu thành tốt. Và dĩ nhiên như vậy, vận mệnh của bạn sẽ hoàn hảo hơn mỗi một ngày nơi cái công hạnh bạn hành trì.